biết phải vì không? 20 tháng 10 đã sắp đến 20 tháng 10. Anh sắp không ngồi vững được, môi anh lâu không ngờ tìm cười. Thôi nghiêm túc lại nè, cùng nghe những lời chúc từ cánh mày râu nhà Cuối Tuần Tuyệt Vời nè. Đây là Trường Giang đến từ chương trình Cuối Tuần Tuyệt Vời. Và sắp đến ngày 20 tháng 10, ngày Phụ Nữ Việt Nam. Chúc cho toàn thể quý cô, quý chị, quý em, những người phụ nữ Việt Nam sẽ luôn là những người mạnh mẽ và sẽ vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống. Chúc cho gia đình của các cô, các chị và các em sẽ luôn có những tiếng cười và luôn là những người ủng hộ chương trình Cuối Tuần Tuyệt Vời. Chúc cho mọi sự bình an. Chúc một ngày 20 tháng 10 thật đẹp và nhiều sức khỏe. Tiếu Lược xin chào quý khán giả. Nhân dịp ngày 20 tháng 10, Tiếu Lược xin chúc cho tất cả những người phụ nữ của nước Việt Nam mình luôn trẻ đẹp, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nhân dịp ngày 20 tháng 10 thì cho Chun xin chúc cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam, các bà, các chị, các em gái, các bạn nữ và như là các bạn fan nữ của Chun sẽ có một cái ngày 20 tháng 10 thật là vui và ngày nào cũng là ngày 20 tháng 10 nha. Nhưng ngày 20 tháng 10 thì Quang Trung xin chúc cho tất cả mọi phụ nữ ở Việt Nam mình cũng như là tất cả mọi phụ nữ ở khắp thế giới lúc nào cũng có thiệt là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn tự tin vào chính mình, yêu thương bản thân mình và tất cả mọi người xung quanh. Chúc tất cả mọi người luôn luôn cười thật là nhiều và thật là hạnh phúc. Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10, Đức Phúc, Eric muốn gửi lời chúc đến các bà, các mẹ, các chị, các em gái sẽ có một ngày 20 tháng 10 thật là ý nghĩa, thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn vui khỏe, hạnh phúc và sẽ luôn là những bông hoa đẹp nhất cho đời. Yeah. Còn Eric thì cũng chúc giống hệt Đức Phúc. Chúc cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm hạnh phúc và sẽ luôn luôn là một chút sự tinh thần vững chắc dành cho tất cả những người con trai, những người đàn ông trên thế giới này.